Thuốc điều chỉnh rối loạn nội tiết. Sau khi học xong bài, học sinh cần đạt được những mục tiêu sau. 1. Trình bày được kiến thức đại cương và phân loại các nhóm thuốc điều chỉnh rối loạn nội tiết. 2. Phân tích đặc điểm dược động học, tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định để áp dụng trong tư vấn sử dụng thuốc điều chỉnh rối loạn nội tiết. 3. Vận dụng các kiến thức đã học để nhận biết và hướng dẫn sử dụng thuốc điều chỉnh rối loạn nội tiết trong các tình huống giả định. 4. Rèn luyện được kỹ năng phát triển cá nhân, làm việc nhóm, tự học, tìm kiếm tài liệu, xử lý tình huống trên vấn đề. Hormone, còn gọi là nội tiết tố, là những sản phẩm hóa học được tiết ra từ tuyến nội tiết. Ngày nay nhờ khoa học phát triển người ta nhận thấy, ngoài tuyến nội tiết còn nhiều tổ chức tế bào khác, thậm chí kể cả tế bào thần kinh cũng tiết ra nội tiết tố. Do vậy, định nghĩa hormone cổ điển cũ không còn phù hợp nữa. Hiện nay, người ta định nghĩa hormone là những chất truyền tin hóa học được các tế bào đặc biệt sản xuất ra với một lượng rất nhỏ. Hormone được bài tiết vào máu và được vận chuyển tới các tế bào đáp ứng để điều hòa chuyển hóa và hoạt động của các tế bào. Khác với hormone, các chất dẫn truyền thần kinh được tế bào thần kinh bài tiết vào khe synapse và tác dụng lên các receptor tại các tế bào thần kinh hoặc tế bào nhận liền kề. Tuy nhiên, hormone và các chất dẫn truyền thần kinh giống nhau về cơ chế và mối quan hệ mật thiết với nhau, nên hệ thần kinh và hệ nội tiết thường gọi là hệ thống thần kinh, nội tiết. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập tới hormone là sản phẩm của các tuyến nội tiết và các thuốc điều chỉnh rối loạn nội tiết, áp dụng điều trị, thay thế hoặc bổ sung khi cơ thể thiếu hormone. Ví dụ, dùng hormone sinh dục nữ cho phụ nữ cắt buồng trứng. Dùng đối kháng khi thừa hormone. Ví dụ, bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt do phụ thuộc hormone, có thể dùng estrogen để đối kháng. Dùng để chẩn đoán bệnh của tuyến nội tiết. Ví dụ, dùng dexamethasone để chẩn đoán hội chứng khớt sinh. Ngoài ra, còn có thể có các áp dụng khác tùy loại hormone cụ thể. Ví dụ, glucocorticoid được dùng làm thuốc chống viêm, chống dị ứng. Đặc điểm của hormone. Mỗi loại hormone có tác dụng đặc hiệu trên một loại tế bào đích của cơ quan hoặc tổ chức nhất định của cơ thể. Hormone tác dụng và chịu tác dụng theo cơ chế điều hòa xuôi và điều hòa ngược, feedback, qua trục vùng dưới đồi, tuyến yên, tuyến đích. Vì vậy, khi một tuyến nào đó bị rối loạn, sẽ ảnh hưởng đến sự bài tiết của hormone tuyến khác và sẽ gây ra rối loạn tuyến khác. Hormone bài tiết theo nhịp sinh học, tùy loại có thể theo chu kỳ ngày, đêm, glucocorticoid theo tháng, hormone sinh dục nữ theo mùa, hormone tuyến giáp. Hoạt tính của hormone được tính theo đơn vị sinh học, ví dụ đơn vị X, thỏ mèo, đơn vị quốc tế EU, đơn vị khối lượng, miligram, microgram. Hormone bài tiết theo nhịp sinh học, tùy loại hormone mà sự bài tiết có thể theo chu kỳ ngày đêm, glucocorticoid theo tháng, hormone sinh dục nữ theo mùa, hormone tuyến giáp. Hoạt tính của hormone được tính bằng đơn vị sinh học, đơn vị quốc tế, EU, áp dụng điều trị hoặc đơn vị khối lượng miligram, thay thế hoặc bổ sung khi cơ thể thiếu hormone. Ví dụ, dùng hormone sinh dục nữ cho phụ nữ cắt buồng trứng. Dùng đối kháng khi thừa hormone. Ví dụ, bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt do phụ thuộc hormone, có thể dùng estrogen để đối kháng. Dùng để chẩn đoán bệnh của tuyến nội tiết. Ví dụ, dùng dexamethasone để chẩn đoán hội chứng khớt sinh. Ngoài ra, còn có thể có các áp dụng khác tùy loại hormone cụ thể. Ví dụ, glucocorticoid được dùng làm thuốc chống viêm, chống dị ứng. Nếu số lượng hormone được tiết ra đều đặn, thì cơ thể hoạt động bình thường. Nếu số lượng hormone được tiết ra tăng lên, ưu năng tuyến, hoặc giảm đi, thiểu năng tuyến, thì vai trò của hormone được thể hiện rõ rệt. Thí dụ, thiếu insulin, suy tuyến tụy, gây đái đường. Thiểu năng tuyến vỏ thượng thận gây bệnh Addison. Thừa hormone tuyến giáp gây bệnh Bardet-Biedl. Thừa hormone hướng thượng thận của tuyến yên gây bệnh khổng lồ, STH, ACTH. Dựa vào cơ quan bài tiết có các nhóm sau đây. Hormone vùng dưới đồi. Hormone tuyến yên. Hormone tuyến vỏ thượng thận. Hormone tuyến tụy. Hormone tuyến giáp. Hormone tuyến cận giáp. Hormone sinh dục. Dựa vào cấu trúc hóa học, hormone có 3 loại.
Hormone có cấu trúc protein và axit amin. Hormone vùng dưới đồi, tuyến yên, tuyến tụy, tuyến giáp, tuyến cận giáp. Hormone có cấu trúc steroid, hormone vỏ thượng thận, hormone sinh dục. Cơ chế tác dụng của hormone. Đó chính là quá trình truyền thông tin từ ngoài vào trong tế bào đích. Tế bào đích mang thụ thể đặc hiệu cho mỗi hormone. Khi hormone được gắn với thụ thể, thì phức hợp này sẽ tạo ra một loạt các phản ứng nhằm truyền thông tin trên bề mặt vào trong tế bào đích. Tùy vào bản chất hóa học của mỗi hormone mà vị trí gắn của hormone với receptor có thể xảy ra trên màng, trong bào tương hay trong nhân tế bào. Glucocorticoid. Vỏ thượng thận có 3 vùng sản xuất hormone. Vùng cuộn ở phía ngoài, vùng bó và vùng lưới ở phía trong. Glucocorticoid tự nhiên do vùng bó vỏ thượng thận sản xuất ra, gồm có hai chất là hydrocortisone và cortisone. Glucocorticoid tổng hợp gồm có nhiều chất khác nhau. Trong lâm sàng thường dùng glucocorticoid nên chúng ta cùng tìm hiểu về nhóm thuốc này. Dược động học. Glucocorticoid hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa, thuốc được dùng qua nhiều đường như đường uống, tiêm bắp, tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch đường phun mù và bôi trên da. Phân bố vào tất cả các mô trong cơ thể, qua được nhau thai và sữa mẹ một lượng nhỏ, liên kết với protein huyết tương trên 90%, chuyển hóa ở gan và thải trừ qua thận. Trong điều trị glucocorticoid có 3 tác dụng. Tác dụng chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch. Tác dụng chống viêm. Glucocorticoid tác dụng trên nhiều giai đoạn khác nhau của quá trình viêm, không phụ thuộc vào nguyên nhân gây viêm. Ức chế mạnh sự di chuyển bạch cầu về ổ viêm, làm giảm sản xuất và giảm hoạt tính của nhiều chất trung gian hóa học của viêm như histamine. Ức chế giải phóng các men tiêu thể, các ion superoxide, các gốc tự do, làm giảm hoạt tính của các yếu tố hóa hướng động, các chất hoạt hóa, làm giảm hoạt động thực bào của đại thực bào, bạch cầu đa nhân, giảm sản xuất các cytokine. Tác dụng chống dị ứng. Khi dị nguyên xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ kết hợp đặc hiệu với kháng thể X. Phức hợp này sẽ gắn vào bề mặt của dưỡng bào, tế bào mast và bạch cầu tính Bayer. Dưới tác dụng của dị nguyên, glucocorticoid là những chất chống dị ứng mạnh. Tác dụng ức chế miễn dịch. Glucocorticoid tác dụng chủ yếu trên miễn dịch tế bào, ít ảnh hưởng đến miễn dịch thể dịch. Do ức chế sản xuất TNF, yếu tố hoại tử U và cả interferon, glucocorticoid làm suy giảm hoạt tính diệt khuẩn, ức chế chức năng thực bào, ức chế sản xuất kháng thể, ức chế giảm phóng và tác dụng của các enzyme tiểu thể, ức chế hóa hưởng động bạch cầu, ức chế sự di chuyển của bạch cầu, gây độc tế bào và nhận dạng kháng nguyên của đại thực bào. Một số tác dụng này cũng đồng thời là tác dụng chống viêm. Do ức chế tăng sinh glucocorticoid có tác dụng tốt trong điều tác dụng trên chuyển hóa. Thúc đẩy tạo gluco, làm tăng gluco máu và tập trung gluco ở gan. Tăng dị hóa protein, gây rối loạn phân bố lipid trong cơ thể. Giữ natri, tăng thải kali. Tăng thải canxi qua thận, giảm hấp thu canxi ở ruột. Đối kháng với vitamin D gây xốp xương. Tác dụng trên các cơ quan và tuyến. Trên thần kinh trung ương, thuốc gây kích thích như bồn chồn, mất ngủ, ảo giác hoặc các rối loạn về tâm thần khác. Trên máu, làm giảm bạch cầu ưa axit, giảm số lượng tế bào lympho, tế bào mono và tế bào ưa Bayer, nhưng tăng tạo hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu trung tính và tăng quá trình đông máu. Trên tiêu hóa, tăng tiết axit dịch vị, men pepsin, giảm sản xuất chất nhầy, do đó dễ gây loét dạ dày, tá tràng. Trên tổ chức hạt, làm chậm liền sẹo vết thương. Tác dụng không mong muốn. Gây phù. Dễ bị nhiễm khuẩn, nhiễm nấm. Gây viêm loét hoặc tái phát viêm loét ở dạ dày tá tràng. Tăng huyết áp, tăng đường huyết, có thể gây đái đường. Nhược cơ, mệt mỏi do giảm kali. Loãng xương, teo cơ, rối loạn phân bố mỡ. Chỉ định. Thiểu năng chức vận tuyến thượng thận, Edison. Thấp khớp cấp, viêm khớp dạng thấp, cơn đau khớp cấp. Viêm cầu thận, hội chứng thận hư nhiễm mỡ. Các bệnh dị ứng đường hô hấp, ngoài ra, hen suyễn nặng sốc do chấn thương, phù não. Bệnh mạch cầu cấp, thiếu máu tan huyết, ung thư. Dùng sau khi cấy ghép cơ quan. Chống chỉ định. Loét dạ dày tá tràng. Đái tháo đường, tăng huyết áp, phù. Các nhiễm khuẩn chưa có kháng sinh đặc hiệu. Quá mẫn với thuốc.
bệnh lao tiến triển, rối loạn tâm thần. Nguyên tắc sử dụng: chế độ ăn, ăn nhạt, ít lipid và glucid, nhiều protein. Dùng thêm dung dịch kali clorid. Kiểm tra công thức máu, xét nghiệm nước tiểu, dạ dày khi dùng thuốc. Tìm liều tối thiểu có tác dụng. Hydrocortisone. Tên khác: cortisone. Biệt dược: hydrocortisone, hydrocortisone acetate. Dạng thuốc: viên nén 5 mg, 10 mg, 20 mg. Hỗn dịch tiêm 125 mg trên 5 ml hoặc 25 mg trên 1 ml. Ống tiêm 100 mg. Thuốc mỡ tra mắt 1%, 2%. Thuốc mỡ bôi da 1. Tác dụng: chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch. Dược động học: thuốc hấp thu nhanh qua đường uống và đường tiêm. Sau khi dùng từ 1 đến 2 giờ đạt nồng độ tối đa trong máu. Thuốc liên kết với protein huyết tương 80-90%. Chuyển hóa chủ yếu ở gan. Tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định mời các bạn xem lại phần chung. Cách dùng, liều dùng: uống dưới dạng viên nén 5 mg, 10 mg, 20 mg. Liều tấn công 100-300 mg trên 24 giờ. Liều duy trì 20-50 mg trên 24 giờ. Tra mắt dưới dạng thuốc mỡ 1%, 2%. Bảo quản: để nơi khô mát, tránh ánh sáng. Delta hydrocortisone. Tên khác: prednisolone. Biệt dược: dacortin, hydrocortisone. Dạng thuốc: viên nén 5 mg, ống tiêm 25 mg, ml. Tác dụng: giống hydrocortisone nhưng tác dụng chống viêm, chống dị ứng mạnh hơn từ 3 đến 5 lần và ít giữ natri và nước nên ít gây phù. Tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định mời các bạn xem lại phần chung. Cách dùng, liều dùng: uống, dạng thuốc viên nén 5 mg. Người lớn, liều tấn công 20-30 mg trên 24 giờ, sau giảm dần đến liều duy trì 5-10 mg trên 24 giờ, chia 2 lần sau bữa ăn. Trẻ em, từ 1-2 mg trên kg thể trọng trên 24 giờ, chia 4-6 lần. Bảo quản: để nơi khô mát, tránh ánh sáng. Dexamethasone. Tên khác: prednisolone F. Biệt dược: dexa, dexone. Dạng thuốc: viên nén 0,5 mg, ống tiêm 4 mg trên 1 ml. Tác dụng: dexamethasone thuộc loại glucocorticoid có tác dụng dài, tác dụng mạnh hơn hydrocortisone từ 20-30 lần, ít giữ muối và nước hơn. Tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định mời các bạn xem lại phần chung. Cách dùng, liều dùng: uống dưới dạng viên nén 0,5 mg. Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch dưới dạng ống tiêm 4 mg trên ml. Liều trung bình uống và tiêm bắp của người lớn 0,5-4 mg trên 24 giờ. Bảo quản: để nơi khô mát, tránh ánh sáng. Deprazolone. Tên khác: mariprazidone. Dạng thuốc: ống tiêm 30 mg trên ml. Tác dụng: chống viêm, chống dị ứng mạnh hơn hydrocortisone 4 lần. Chỉ định: cấp cứu sốc do bỏng, chấn thương, dị ứng thuốc, nhiễm độc, hen phế quản nặng, suy tuyến thượng thận, hôn mê gan, nhồi máu cơ tim. Chống chỉ định, mời các bạn xem lại phần chung. Cách dùng: tiêm dưới dạng ống tiêm 30 mg trên ml. Liều dùng: người lớn 30-40 mg trên 24 giờ. Bảo quản: để nơi khô mát, tránh ánh sáng. Testosterone. Tên khác: androgen. Dạng thuốc: thuốc tiêm 10 mg, 20 mg, 50 mg, dung dịch trong dầu. Tác dụng là hormone sinh dục nam, phát triển cơ quan sinh dục nam, tuyến tiền liệt, túi tình, tham gia vào quá trình chuyển hóa protein, phát triển xương, làm cơ thể phát triển nhanh khi dậy thì, kích thích tạo hồng cầu. Tác dụng không mong muốn,
dùng liều cao trong thời gian dài sẽ ức chế chức năng của tinh hoàn, tăng giữ muối, nước gây phù, gây nam tính hóa ở nữ giới. Chỉ định: chậm phát triển cơ quan sinh dục nam, rối loạn kinh nguyệt, hành kinh kéo dài, kinh nhiều, suy nhược cơ năng, gầy yếu, ure máu cao, ung thư vú, chứng loãng xương. Chống chỉ định: trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ có thai, ung thư tuyến tiền liệt. Cách dùng, liều dùng: tiêm bắp 10 đến 25 mg trên ngày, liều tối đa 50 mg trên ngày. Bảo quản: để nơi khô mát, tránh ánh sáng. Progesterone: biệt dược Lutogen, Proluten. Dạng thuốc: ống tiêm 5 mg, 10 mg, 25 mg, 1 ml. Tác dụng: ức chế quá trình rụng trứng, làm mềm cơ tử cung, giúp cho tử cung dày thêm, phát triển. Tác dụng không mong muốn: có thể gây chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn. Chỉ định: trong các trường hợp sảy thai liên tiếp, dọa sảy thai, băng huyết, kinh kéo dài, rối loạn ở thời kỳ mãn kinh, phối hợp với các thuốc khác để tránh thụ thai. Chống chỉ định: suy gan nặng, rối loạn đông máu, tăng lipid máu, có thai. Cách dùng, liều dùng: tiêm bắp 10 đến 25 mg trên 24 giờ dưới dạng thuốc tiêm 5 mg, 10 mg, 25 mg trên ml. Bảo quản: để nơi khô mát, tránh ánh sáng. Methyltiouracin, tên khác methyltiouracin, viết tắt là MTU, biệt dược Antibason, Methiazole. Dạng thuốc: viên nén 25-50 mg. Tác dụng: ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp. Tác dụng không mong muốn: dị ứng ngoài da, giảm bạch cầu hạt. Chỉ định: bệnh ba giờ đồ, các chứng cường giáp, chuẩn bị cho mổ tuyến giáp. Chống chỉ định: bướu cổ đơn thuần, phụ nữ đang thời kỳ cho con bú, phụ nữ có thai, dị ứng với thuốc, suy tủy, suy gan. Liều dùng: liều tấn công, uống 300-500 mg, 24 giờ, chia làm 3-4 lần. Liều duy trì: 100-200 mg trên 24 giờ. Bảo quản: để nơi khô mát, chống ẩm. Insulin là hormone của tuyến tụy. Dạng thuốc: insulin hydrochloric, insulin tác dụng nhanh, lọ 100 UI, 5 ml, 400 UI trên 10 ml, ống 10 UI trên 1 ml. Protamin insulin, insulin tác dụng chậm, chế phẩm là dạng nhũ dịch protamin kẽm insulin, thời gian tác dụng kéo dài 37 giờ. Thuốc được trình bày dưới dạng lọ 400 UI trên 10 ml. Tác dụng: gây hạ gluco máu, tăng sử dụng gluco ở cơ, chuyển hóa glucid thành lipid, giảm giải phóng glucogen và tăng tổng hợp glucogen ở gan. Tác dụng không mong muốn: dùng quá liều gây hạ gluco máu, có thể gây phản ứng tại chỗ, ngứa, đau, cứng tiêm. Chỉ định: bệnh đái tháo đường, hôn mê do đái đường, rối loạn tâm thần. Chống chỉ định: mẫn cảm với thuốc. Chú ý: không dùng theo đường uống do insulin bị phân hủy bởi men pepsin. Theo dõi đường huyết trong thời gian dùng thuốc. Cách dùng, liều dùng: tiêm bắp, tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch. Dạng thuốc có chứa 20-40 đơn vị trên 1 ml. Lọ: 100 đơn vị trên 5 ml, 400 đơn vị trên 10 ml. Liều dùng tùy thuộc vào trạng thái bệnh: 5-100 đơn vị trên ngày. Bảo quản: để nơi khô mát, chống ẩm. Oxytocin là hormone thúc đẻ do thùy sau tuyến yên tiết ra, hiện nay đã được tổng hợp. Biệt dược pitulobin. Dạng thuốc: 2-5 đơn vị trên 2 ml. Tác dụng: làm tăng co bóp tử cung nhưng không co cổ tử cung. Tác dụng lên cơ trơn của tuyến sữa, làm dễ dàng việc giải phóng sữa. Chỉ định: giúp đẻ mau khi tử cung co bóp yếu,
cầm máu tử cung sau đẻ. Chống chỉ định. Khung chậu bé so với thai nhi. Thai nằm ngang. Nguy cơ vỡ tử cung. Cách dùng, liều dùng. Thúc đẻ, pha chế phẩm trong dung dịch gluco 5%. Để truyền nhỏ giọt tĩnh mạch với liều 5 đơn vị. Cầm máu, tiêm bắp hoặc tiêm thẳng vào tử cung với liều 2 đến 5 đơn vị. Chú ý, theo dõi chặt chẽ khi dùng. Bảo quản, để nơi khô mát, chống ẩm. Levothyroxine. Biệt dược, tyroxine, levothyrox. Dạng thuốc. Viên nén 25, 50, 100 microgram. Tác dụng. Chuyển hóa. Tăng chuyển hóa. Tăng hấp thu glucid. Kích thích tổng hợp protein. Có vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành của cơ thể. Tác dụng. Trên tổ chức. Tăng nhịp tim. Tăng lưu lượng tuần hoàn. Tăng mức độ tiêu thụ oxy ở các mô. Trên thần kinh trung ương. Tăng dẫn truyền thần kinh và co bóp cơ. Tăng sinh hồng cầu. Tác dụng không mong muốn. Liều cao, gây mạch nhanh, mất ngủ. Chỉ định. Thiểu năng tuyến giáp. Bướu cổ. Sau phẫu thuật tuyến giáp. Chống chỉ định. Cương tuyến giáp. Suy tim, loạn nhịp tim. Suy mạch vành. Cách dùng, liều dùng. Uống dưới dạng viên nén 0,025mg, 0,1mg. Người lớn, 0,025mg trên 24 giờ, không quá 0,75mg trên 24 giờ. Trẻ em, tiêm tĩnh mạch loại ống tiêm 0,2mg trên ml. Bảo quản,